Thưa quý vị, dân chúng đối lập Ukraine biểu tình qua đêm kêu gọi chính phủ tái kiểm phiếu bầu cử, tin từ Kyiv. Hàng ngàn dân chúng đối lập tiếp tục biểu tình qua đêm trước cơ quan kiểm phiếu trung ương quốc gia Ukraine. Trong suốt 2 ngày liên tục từ hôm thứ Hai và kéo dài tới sáng thứ Ba, nhằm phản đối sự kiểm phiếu, đã có sự gian lận tại 13 đơn vị bầu cử. Kết quả sơ khởi tuy chưa được Ủy ban bầu cử Trung ương thông báo chính thức, nhưng đã có hơn phân nửa ghế tại Quốc hội do đảng Region của Tổng thống Yanukovych chiếm giữ. Điều này đã tạo lên làn sóng giận dữ từ dân chúng, vì cho rằng đã có sự gian lận. Đã có hơn 1.500 dân chúng tụ tập bên ngoài cơ quan kiểm phiếu Trung ương Ukraine và không chịu giải tán cho đến khi nào chính phủ chấp nhận lời yêu cầu đếm lại số phiếu bầu cử. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương nói rằng đã đếm lại các phiếu tại 5 địa điểm bị cho là có sự gian lận và những địa điểm còn lại muốn đếm lại số phiếu bầu cử phải cần sự chấp thuận của Quốc hội. Một chính trị gia đối lập cho rằng thái độ hòa hoãn và hợp tác từ cơ quan bầu cử Trung ương tuy chưa thỏa đáng nguyện vọng của người dân, nhưng đây là một dấu hiệu tốt, còn hơn là tuyên bố thẳng thắn đảng Region thắng cử. Dĩ nhiên không có một sự chiến thắng nào mà không bị chống đối từ dân chúng. Một cư dân tại thủ đô Kyiv sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nào sự việc được sáng tỏ. Cả ba đảng phái đối lập, đảng Đức Tổ, Fatherland, đảng Tự do Freedom và đảng UDAR đều phối hợp hành động chống lại sự gian lận bầu cử của đảng Region. Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov nói rằng đảng Region đã không dính líu gì tới sự gian lận trong mùa bầu cử vào tháng 10 vừa qua. Cơ quan bầu cử trung ương hoàn toàn hoạt động độc lập. Trong khi đó, cựu thủ tướng Timoshenko tiếp tục tuyệt thực nhằm phản đối cuộc bầu cử gian lận. Đảng Region đã sắp xếp mọi nhân sự tại Quốc hội trước mùa bầu cử.